Có nghĩa là phiên dân ở đó là có chín xã, cái vùng ở cái hạ lưu của cái sông đó là có chín xã, và chắc chắn khi mà nếu mà lụt lớn mà nước ở đó mà nó đổ về á, thì cả chín xã đó đâu bị thiệt hại hết á, đồng nước được ngập 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 lụt hết. Thì đây thì cái họ thấy được cái nguy cơ như thế cho nên là họ phản đối, họ không cho thực hiện cái dự án đó. Thì những người dân phản đối đó là những người dân thuộc về giáo dân ở đó hay là có cả lương dân có nhiều thế chăng? Có cả lương dân anh, mà chủ yếu là lương dân, vì lương dân là họ có một cái xã là ở ngay cái xã Quảng Sơn, là trong đó có bốn thôn, mà như là ba bốn thôn gì đó mà đa số là người người lương, mà cái xã cái thôn mà ở gần nhất á, ở gần cái tâm đê nhất á, là người lương. Thì họ phản đối rất là mạnh. Tôi kết hợp với ở bên dưới đó là mấy làng của Công giáo, làng Diên Trường, thế là xứ Diên Trường, thế rồi xứ Quảng Ninh nhé, mấy cái xứ gần đó là lương là người Công giáo cả, thì họ cũng đều phản đối, vì khi mà cái đấy đó nó lở thì rõ ràng là ở cái vùng đó đều bị ảnh hưởng hết á, cái vùng Nam đó là đều bị ảnh hưởng hết. Alo, anh Linh hả? Dạ con Vinh đây cha. Thưa cha con muốn hỏi một chút về cái chỗ cái rào nan hôm nay tình hình như thế nào thưa cha? Họ đang lên chương trình là định đắp cái đập rào nán đó, nó mà cái đập này rất là nguy hiểm, đó là ở với một cái độ cao ở trên 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 núi đó, so với nhà dân thì có thể là cao hơn 20 mét đấy. Đấy. Thì cái đập này thì họ định đắp để cái đập cũ ấy thì nó có sẵn trước rồi, nhưng mà giờ họ đang định đắp cái đập mới, thì họ dời lên xa hơn một chút nữa để họ lấy cái nước nó mạnh hơn và họ sẽ đắp cao hơn nữa. Thì rất là nguy hiểm cho cái vấn đề là của các bà con, nhưng mà cái liên quan đến trên chỗ cái đắp á, thì chỉ có một số dân Công giáo ít thôi, còn đầu 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 nguồn đắp ấy thì có lương dân, thì họ cũng đã lên án phản đối rồi, nhưng mà chính quyền thì nó lại đi vận động từng nhà đó để nó cho họ ký rồi họ nhận tiền đấy. Thì họ sẽ hứa là một số đó thì họ sẽ dời đi cái vùng khác cao hơn thì nó không không có ảnh hưởng, nhưng mà thực sự là những cái vùng mà sạt đập thì không có sợ là có thể là mình dời nhà cao lên không có bị ảnh hưởng cái mực nước, nhưng mà cái vùng ở dưới này thì khi mà đập đó mà mùa mưa lũ mà xả thì không biết là nó sẽ ngập 2 tầng hay là 3 tầng, nó cũng ngập đấy. Mà với cái kinh nghiệm của em thì thật sự ra nó bứng cả nhà đi, chứ không phải là đập ruộng nó nở đâu, tại vì cái nó rất là gần với dân, mà nếu mà cái lượng nước nó chảy nó xả cổng mà nó xoáy ấy, thì không biết là nó trôi trôi như thế nào nữa. Dạ vâng, thưa cha thì bây giờ thì cái việc phản đối đó thì hiện nay thì những người đó là những người phản đối hôm nay thì ngoài giáo dân thì còn có các lương dân có nhiều không thưa cha? Thì cũng có lương dân họ cũng đi, và khi mình đi như vậy thì lương dân họ rất là hồ hởi, tại vì họ nói là mấy bữa trước chúng em phản đối rồi, nhưng mà ít quá đi, cho nên giờ ngày hôm nay thì được người đóng đi phản đối như vậy thì rất là tốt. Thế ở đó thì hôm nay có hôm trước thì nó có cái bài viết nó cái bài của truyền hình Baron nói về cái chỗ cha Hảo, thì cha Hảo hiện nay quản xứ là xứ nào cha? Cha Hảo là quản sự Diên Trường, Diên Trường. Diên Trường thì cái Diên Trường rồi Hoàn Ninh rồi thì là Văn Phú rồi Dọc Tám thì cái rồi Bình Phước rồi Cồn Sẻ, thì nó nằm 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 trong một cái vùng địa bàn gần nhau lắm, thì nó đều thuộc thị xã Ba Đồn mà, nó nằm trong trong vùng này thì đều thuộc thị xã Ba Đồn mà, nó là thuộc huyện Quảng Trạch chứ chứ. Huyện Quảng Trạch nó ngày xưa là thuộc huyện Quảng Trạch, nhưng mà bữa nay là nó thuộc thị xã Ba Đồn hết rồi, tại vì cái này là Nam 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 sông Danh mà, cho nên vùng Nam Nam Quảng Bình ấy, rồi vùng Nam sông Danh ấy.